Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay cùng mình tìm xe đồ chơi ở trong sân nhà mình nha. Hôm nay mình có rất là nhiều xe đồ chơi rất là đẹp này các bạn ơi. Và hôm nay cùng mình tìm xe đồ chơi ở trong cái chậu này các bạn ơi. 1, 2, 3, wow. Các bạn ơi, có rất là nhiều xe cần cẩu múc đá kìa các bạn ơi. Đây, xe cần cẩu múc đá chạy bằng bánh xích điều khiển từ xa đấy các bạn ạ. Wow, còn rất là nhiều đồ chơi rất là xịn luôn. Wow, đây là điều khiển của chiếc xe này các bạn ơi. Mình sẽ múc đá cho bạn cùng xem nha. Wow, múc luôn. Wow, hai chiếc xe cần cẩu múc đá chạy bằng bánh xích các bạn ạ. Điều khiển từ xa, điều khiển 6 chiều luôn. Wow, mình đang điều khiển múc đá đấy các bạn ạ. Mình đang điều khiển múc những viên đá nhỏ đấy các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cẩu múc đá hai chiếc luôn các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Một chiếc màu đen và một chiếc màu vàng nha. Đấy. Chiếc xe này có đèn luôn đấy các bạn ạ. Đây mình sẽ cho hòn đá này vào cái gầu của chiếc xe nhá. Đấy các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ điều khiển nào. Ui, nào. Wow. Các bạn thấy xịn chưa? Hai chiếc xe này rất là đẹp luôn. Mình rất là thích hai chiếc xe luôn. Nào khiển tiến nào. Tiến nào. Wow. Wow, chiếc xe đang xoay xích kìa các bạn ơi. Nào, múc nào. Ui, tiến. Ấy xích quay rất là tít luôn đấy các bạn. Hai chiếc xe này rất là đẹp luôn. Hai chiếc xe cần cẩu này rất là xịn luôn. Xoay được các bạn nhá, xoay được 360 độ luôn. Quá là xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Rồi, bây giờ cùng mình khám phá chiếc xe này thôi nào các bạn ơi. Đây là một chiếc ô tô biến hình thành siêu nhân nhá. Đấy, ô tô điều khiển từ xa đấy các bạn ạ. Chiếc xe này cũng rất là đẹp luôn đấy. Nào, xoay nào, tiến nào. Xoay nào. Wow, có vẻ là yếu pin hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ đặt vào trong nhá, đặt để nui. Nào, tiến nào. Wow. Nào, xoay tròn. Ui. Xoay tròn chưa các bạn ơi? Quay tít chưa kìa, quay 380 độ luôn đấy các bạn ạ. Quay 360 độ luôn các bạn ạ. Quá là xịn luôn, chiếc xe điều khiển từ xa này rất là đẹp, mình rất là thích chiếc xe luôn. Nào biến hình nào. Nào biến tiếp nào. Ui xoay nào. Ui mắc chiếc xe siêu nhân này rồi các bạn ơi. Bây điều khiển xoay. Wow. Ui các bạn ơi, chiếc xe biến hình này rất là xịn xò luôn. Nào để chuẩn xoay nào. À đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô biến hình thành siêu nhân đấy các bạn ạ. Chiếc xe này cũng rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe ô tô rất là đẹp, mình rất là thích chiếc xe luôn. Xe này là xe siêu nhân các bạn nhá. Đây, đây còn một chiếc xe địa hình đấy các bạn ơi. Xe địa hình điều khiển từ xa, xe địa hình vượt núi đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe địa hình to này. Đây là cái phi thuyền, đây là phi thuyền các bạn nhá. Đây là phi thuyền của đội trưởng Mỹ nhá. Wow, phi thuyền không gian đấy các bạn ạ. Phi thuyền này chạy bằng pin nhá. Wow, phát sáng luôn. Ban đêm phát sáng rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Nhưng mà không bay được. Wow, phi thuyền này đẹp quá các bạn ạ. Hai cánh màu đỏ này. Wow, phi thuyền bay luôn. Wow. Phi thuyền này rất là đẹp đấy các bạn ơi. Mình rất là thích phi thuyền này luôn. Đây là phi thuyền của siêu nhân của đội trưởng Mỹ đấy các bạn ạ. Rồi, nét đâu nào mình ở đây nha. Bạn ơi, wow, đây là cá sấu biến hình thành siêu nhân các bạn nhá. Đây là một con cá sấu biến hình thành siêu nhân đấy. Các bạn nhìn xem biến hình nhá. Đấy, biến hình luôn. Wow, rất là ngầu luôn các bạn ạ. Có đèn luôn nhá. Wow. Các bạn thấy xịn chưa? Robot cá sấu luôn. Cá sấu biến hình thành siêu nhân luôn. Cá sấu rất là mập luôn đấy các bạn ạ. Rồi, nét đâu nào. Đây là một cái khiêng nhá. Đây là một cái khiêng của người khổng lồ xanh các bạn nhá. Đây, mình thử bắn cái khiêng này xem nào các bạn ơi. Đây cái khiêng này rất là xịn đấy các bạn ạ. Bắn ra rất nhiều khiêng nhỏ luôn. Đấy, rất là ngầu luôn. Wow. Wow. Các bạn ơi, bắn ra 4 cái khiêng nhỏ rồi. Các bạn ơi, đây là cái khiêng nhỏ đấy các bạn ạ. Khiêng nhỏ này ấy. Ôi, đây là mặt nạ của người khổng lồ xanh nhá. Đây mặt nạ của người khổng lồ xanh ấy các bạn ạ. Phát sáng luôn. Đấy, phát sáng ban đêm phát sáng rất là đẹp nhá. Rất là xịn luôn, người khổng lồ xanh ấy các bạn ạ. Ấy. Đây là các bạn ơi, đây là cái xe điều khiển xịn xò nha. Đây mình sẽ chơi chiếc xe này nào. Nào bây giờ mình sẽ điều khiển xoay 380 độ cho bạn cùng xem nào. Nào xoay cho nào. Wow. Các bạn thấy xịn chưa? Chiếc xe này rất là ngầu luôn. Wow. Một chiếc xe địa hình vượt núi, điều khiển từ xa, điều khiển 8 chiều nhá. Chiếc xe này có đèn có nhạc luôn. Ở ban đêm sẽ phát sáng rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Một chiếc xe phát sáng rất là xịn xò luôn. Và đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát đấy các bạn nhá. Đấy, xe cần cẩu múc cát chạy bằng pin luôn. Đấy, bánh phát sáng nhờ, vừa đi vừa múc luôn đấy các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp, mình rất là thích chiếc xe luôn. Đấy, xe cần cẩu múc cát chạy bằng pin nhá. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn, có nhạc luôn nhá. Đấy, xe cần cẩu này rất là xịn luôn, mình rất là thích chiếc xe luôn. Wow. Chiếc xe này rất là đẹp luôn, có cả bu lăng lái xe, có cả đèn sáng, rất là sáng luôn. Đây là robot chạy bằng pin các bạn ạ. Robot chạy bằng pin, mình bật lên cho bạn cùng xem nhá. Đấy, mình bật lên nào. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi nào. Bây giờ mình sẽ điều khiển chiếc xe ô tô cái nhà nào. Ô tô địa hình nào, điều khiển nào. 1, 2, quay. Ủa, chưa quay à? Với hết pin này sao đấy các bạn ơi. Rồi, nhắc cậu, quay rồi các bạn ơi. Quay rồi, quay tròn rồi nhá. Quay 380 độ rồi các bạn ơi. 360 độ nào. Nui. Tiến. Nào, tiến nào. Wow. Nào, tiến nào. Nui. Rất là xịn xò luôn. Bây giờ mình sẽ điều khiển tiếp. Nào, 1, 2, 3,
rất là ngầu luôn các bạn ạ. Chiếc xe này rất là xịn xò luôn. Một chiếc xe đời hình xoay 380 độ vượt núi luôn đấy các bạn ơi. Quá là xịn xò luôn. Đấy, xoay tròn luôn. Rồi, let's go nào, xoay tiếp nào. Wow. Bây giờ cùng mình chơi một chiếc xe mô tô nha. Đây là một chiếc xe máy các bạn ơi. Một chiếc xe máy rất là xịn xò luôn. Đun. Một ui. Ở bên này còn rất là nhiều xe, ở trên bàn này còn một chiếc ô tô của siêu nhân nhện này các bạn ơi. Một chiếc ô tô ui, xe đua 77 này các bạn ơi. Xe bán tải cảnh sát nhá. Đây là xe bán tải cảnh sát này. Một chiếc xe địa hình vượt núi các bạn ơi. Xe địa hình đi sa mạc. Đây là ô tô đua nhá, ô tô đua. Rồi, đây còn trên này còn một chiếc ô tô nữa này. Ui rất, trên này còn rất là nhiều xe ô tô đua này các bạn ơi. Ui đây là xe trộn bê tông biến hình nhá. À, đây là xe cứu thương 112 các bạn ơi. À, đây là siêu xe cảnh sát này. Đây mình sẽ mở siêu xe cảnh sát xoay 380 độ cho các bạn cùng xem nhá. Đây. Nào. Để đây nhá, nào xoay đi nào. Wow, mở cánh các bạn ơi. Chưa xoay, bây giờ mới chỉ mở cánh thôi. Chút nữa chạy xoay nhá. Ui, mắc chiếc ô tô đua các bạn ơi. Nào, xoay tròn luôn. Xoay 380 độ luôn. Wow, ô tô này quá là xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Xoay 380 độ luôn, rất là ngầu luôn. Rất là đẹp các bạn ơi. Rồi, bây giờ đây là xe cứu thương. Đây là xe cứu thương 112 các bạn ơi. Xe này chạy bằng pin nhá. Xe này có đèn, có còi báo động luôn đấy các bạn ơi. Quá là xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Wow. Bây giờ cho bạn cùng xem xe này phát sáng luôn đấy các bạn. Hai chiếc xe này quá là đẹp luôn. Quá là xịn xò, mình tắt đi nhá. Rồi, tắt đi nào. Đây là xe biến hình ấy các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe biến hình trộn bê tông đấy, rất là xịn luôn. Xe trộn bê tông biến hình đầu kéo container các bạn nhá. Wow, bên này còn rất là nhiều xe này các bạn ơi. Wow, mà là ui các bạn ơi, bên này có nhiều xe đẹp quá này. Wow, đầu tiên giới thiệu các bạn rất là nhiều xe đồ chơi rất là xịn luôn. Xe trộn bê tông này các bạn ơi, một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Xe bồn chở bê tông vừa đi vừa trộn luôn. Đấy, rất là đẹp luôn, bồn quay rất là tít luôn. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ. Chiếc xe này rất là xịn và mới. Đấy, có cả đường đi lên này. Đây có cả vòi chút bê tông ra ngoài này các bạn ơi. Chiếc xe này quá là xịn sò và mới. Đây là xe bíp đưa đón các bạn học sinh các bạn nhá. Một chiếc xe bíp rất là đẹp luôn. Đấy, xe bíp rất là xịn và mới các bạn ạ. Wow, có hai mắt này. Wow, xe bíp này chạy bằng pin các bạn ơi. Rồi, đây là một chiếc ô tô mui trần nhá. Đây là siêu xe mui trần có bu lăng lái xe này các bạn ơi. Wow, rất là xịn sò luôn ba chiếc xe này rồi. Đây là xe cần cẩu móc các bạn nhá. Một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp luôn, rất là xịn luôn. Chiếc xe này có thể xoay được 360 độ luôn đấy các bạn ạ. Quá là đẹp luôn. Đây mình để đây nhá. Rồi. Đây là xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi, một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn, có cả gương này các bạn ơi. Có cả gương nhá. Đấy, bồn quay tít lắm các bạn ơi. Đây có cả vòi chút bê tông ra ngoài các bạn nhá. Quá là đẹp luôn, quá là xịn luôn đấy các bạn ạ. Wow. Đây là một chiếc xe cần cẩu. Ui đây là xe bồn này các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Ui rất là nhiều xe đẹp luôn. Xe bồn trộn bê tông xịn lắm các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu xúc cát xoay 380 độ luôn. Chiếc xe này là xe điều khiển bằng bu lăng đấy các bạn ạ. Có cả bu lăng điều khiển ô tô đấy các bạn ơi. Tí nữa mình sẽ điều khiển chiếc xe này nhá. Đây. Chiếc xe này có thể xoay được 360 độ luôn. Đấy. Đây cái điều khiển của chiếc xe đây các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe này mình điều khiển cho bạn cùng xem nhá. Đây không phải điều khiển này các bạn ơi. Đây là điều khiển này à? Không biết phải không các bạn ơi. Không phải các bạn ơi, đây là điều khiển này các bạn ơi, đây là cái điều khiển đây, chiếc xe này các bạn ơi. Đây là bu lăng điều khiển xe đấy. Ui tiến nui mắc rồi các bạn ơi. Mắc ngọn cây rồi kìa. Đây mình sẽ để đây nha, mình sẽ điều khiển nào. Nào, để đây nào, xe biến hình này các bạn ơi. Đây là ô tô biến hình nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ điều khiển. Nào, để đây nhá. Nào, xe này. Đây là xe bồn trộn bê tông nữa các bạn ơi. Đây xe bồn trộn bê tông. Bây giờ đây là xe đua 95 các bạn ạ. Xe đua 95 ấy. Đây là xe địa hình vượt núi các bạn ạ, xe địa hình này. Xe này cũng là đây, bây giờ mình sẽ điều khiển chiếc xe này nhá. Đây một chiếc xe cần cẩu xúc cát điều khiển từ xa nhá. Xe này điều khiển 8 chiều các bạn ạ. Nào nuôi nào. Wow, không phải điều khiển này các bạn ơi. Wow, không phải cái điều khiển này luôn. Ui rất là nhiều điều khiển xe. Đây bu lăng điều khiển đấy các bạn ơi. Bu lăng điều khiển nào. Nuôi. Đồ net go, bây giờ cùng mình chơi mấy chiếc xe tăng này các bạn nhá. Đầu tiên là một chiếc xe tăng quân đội này các bạn ơi. Xe tăng hai nòng luôn. Xe tăng này rất là to và đẹp luôn đấy các bạn ạ, rất là xịn luôn, xoay được cần luôn đấy các bạn ạ. Xe tăng hai nòng luôn, quá là mới luôn, xoay cần xoay 360 độ luôn đấy các bạn ạ. Đấy, xe tăng này rất là đẹp luôn. Nào, băng, xe tăng xoay 380 độ luôn các bạn ạ. Đây là xe tăng biến hình thành siêu nhân các bạn ạ. Đây là xe tăng biến hình nhá, xe tăng này chạy bằng pin các bạn nhá. Xe tăng này rất là ngầu đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy xịn chưa? Ui, biến hình luôn nhá, có đèn luôn các bạn ơi, có đèn luôn kìa. Wow, xe tăng này rất là đẹp và mới đấy các bạn ơi. Oh, nét câu nào. Wow, đây là một chiếc xe này là xe tăng nữa các bạn ơi. Một chiếc xe tăng chạy bằng pin nữa này các bạn ơi. Xe tăng này cũng rất là xịn xò luôn. Đây mình sẽ bật lên cho bạn cùng xem nhá. Đấy, các bạn thấy xịn chưa? Wow. Băng. Nào, đấy nào. Băng chạy tí. Băng. Wow.
xe tăng chạy như kiểu sơn đen như các bạn ạ. Ui trời, ui trời, xe tăng này xịn lắm con ơi, xe tăng rất là đẹp luôn, có rất là nhiều xe tăng đấy con ạ. Nào chạy thử lần nữa nào, băng 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 băng, wow rất là ngầu luôn, băng băng, wow. Nào chạy tiếp nào, băng 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 băng, wow 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 wow, các bạn ấy xịn cho chưa. Đây còn một chiếc xe tăng một lòng nữa con ơi, đây là xe tăng này. Các bạn ơi, một chiếc xe đầu khủng long, xe tải nhá, xe tải đầu khủng long nhá, chở một con gà mái các bạn ạ. Đây xe tải này chạy bánh đà các bạn nhá, xe tải đầu khủng long đấy. Nó rất là đẹp luôn, chở một con gà mái luôn, luôn 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 luôn. Bíp bíp bíp, xe này chạy bánh đà ấy các bạn ạ. Đấy, rất là xịn luôn chiếc xe này. À luôn 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 luôn. Ui ui ui, xoay 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 tròn luôn, xoay tròn luôn. Rồi, đây là một chiếc xe container chở một chiếc xe ong này con ơi. Một chiếc xe container ấy, xe container này rất là đẹp luôn. Nào, run 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 run. Bây giờ mình sẽ mở thùng ở dưới nha. Xe container 2 tầng ấy. Ở dưới có chở 3 chiếc ô tô con các bạn ạ. Đây, một chiếc xe cứu hộ này con ơi. Một chiếc xe cứu hộ này rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đây, xe ong này con ơi, một chiếc xe ong rất là xịn luôn. Bây giờ mình sẽ bật xe ong lên cho bạn cùng xem nha. Đây, wow, wow, chạy đi, chạy đi, chạy đi nào. Wow. Rất là xịn sò luôn các bạn ạ. Một chiếc xe ong rất là đẹp luôn. Wow, wow. Ui, xe ong này rất là mới đấy các bạn ạ. Wow, 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 chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Ui, xe ong này rất là xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Wow, một chiếc xe ong. Ui, đây là một chiếc xe rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ tắt chiếc xe này đi nhá. Đây, xe ong này đây. Rồi. Có những cái bánh răng thì các bạn ơi, bánh răng ấy. Ui, xe ong này chạy bằng pin các bạn nhá. Đấy, chạy rất là tít luôn. Đây, đây, cảm ơn cho bạn cùng xem nha. Đấy, xịn chưa? Một chiếc xe ong chạy bằng bánh răng luôn đấy các bạn ạ. Oh, let's go nào, mình tắt đi nào. Bây giờ cùng mình khám phá thôi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa bự khổng lồ nhá. Xe cứu hỏa chạy bằng pin các bạn ơi. Đây là xe cứu hỏa chạy bằng pin nhá. Đấy, rất là xịn luôn. Một chiếc xe cứu hỏa rất là đẹp luôn. Mình rất là thích chiếc xe cứu hỏa này luôn đấy các bạn ơi. Đây, để đây các bạn ơi. Rồi, tiếp tục khám phá. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chạy bánh đàn nữa các bạn ơi. Rồi, đây là một chiếc xe cứu hỏa nữa các bạn ơi. Đây, 3 chiếc xe cứu hỏa luôn. Đấy, chiếc xe cứu hỏa này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chạy bằng pin nha, có còi báo động nhá. Chiếc xe cứu hỏa thang đấy các bạn ạ. Đấy, rút được thang dài ra các bạn ơi. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn, mình rất là thích luôn. Ở đây các bạn ơi, wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa bự khổng lồ chở được rất là nhiều nước đấy các bạn ơi. Nào, bây giờ mình sẽ thử ra. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe container chở một chiếc xe container nhá. Xe container chở xe container rất là xịn luôn. Đây, ở đây các bạn cùng xem. Xe container chở 2 chiếc xe máy xúc luôn. Đấy, đây là xe máy xúc này các bạn ơi. Đấy, xe máy xúc xịn chưa? Đây là một chiếc xe cần cẩu xúc cát này các bạn ơi. Đấy, đóng thùng vào này. Đấy, quá là xịn luôn. Đấy, xe container rất đẹp luôn đấy các bạn ơi. Rồi, bây giờ cùng mình khám phá những chiếc xe khổng long nhá. Đây các bạn ơi. Đây là xe gì mà giống xe container quá. Đây là một chiếc xe tải khủng long ba sừng nha, chở một con khủng long bạo chúa này các bạn ơi. Một con khủng long bạo chúa màu đỏ này, rất là đẹp luôn. Màu đỏ, màu vàng luôn. Đấy, khủng long bạo chúa rất là xịn luôn, rất là to luôn nào. Đây là một chiếc xe tải chở một đàn khủng long luôn. Đấy, một đàn khủng long bên trong đấy các bạn ạ. Có con cả tân năn này. Đấy, một đàn khủng long quá là to luôn. Đây là con tôm này các bạn ơi, con tôm này, con tôm này. Đấy, quá là xịn luôn đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Ui, đây là con khủng long bạo chúa này. Con khủng long này bạo chúa chạy bằng pin đấy các bạn ơi. Wow, đây là con chó cứu hộ này các bạn ơi. Con chó này chạy bằng pin đấy các bạn ạ. Ui, con chó cứu hộ này rất là đẹp luôn. Đấy, ôi, con chó này rất là xịn đấy các bạn ạ. Rồi, đây là một chiếc xe chở được rất là nhiều đồ chơi đấy các bạn ạ. Đây, đây là một chiếc, một con chó cứu hộ luôn này các bạn, 2 con chó luôn. Đây là người khổng lồ xanh này các bạn ơi. Đây là người khổng lồ xanh nhá, đấy, phát sáng luôn. Quá là xịn luôn đấy các bạn ạ. Quẹt đầu luôn nhá. Đây, đây là con khủng long hai đầu. Đấy, luôn. Đây là khủng long đẻ trứng các bạn ạ. Đây là khủng long đẻ trứng nhá. Đây, khủng long đẻ trứng mình bật lên cho khủng long đẻ trứng nhá. Đấy, khủng long ba đầu đẻ trứng ăn cỏ nhá. Rồi, khủng long đẻ trứng đấy. Đây là con khủng long chim đại bàng ăn cỏ nhá. Khủng long chim đại bàng nhá. Khủng long này cũng là khủng long đẻ trứng các bạn nhá. Khủng long siêu to khổng lồ có cái màu như màu gà trống ấy các bạn thấy không? Rất là to luôn các bạn xem đẻ trứng nhá. Đây còn khủng long mới qua được. Đấy, các bạn ấy khủng long để ra một quả trứng rồi nhá. Các bạn thấy không? Đây là khủng long bạo chúa ở răng này các bạn ơi, rất là ngầu luôn. Đấy, cái răng rất là ghê. Ui. Con khủng long này đẹp quá các bạn ạ. Khủng long này để ra một quả trứng luôn rồi nhá các bạn nhá. Rồi, let's go nào. Wow, khủng long rất là xịn luôn. Bàn khủng long này rất là to và bự khổng lồ đấy các bạn ạ.
Các bạn có thích không? Mình rất là thích ba con gấu này luôn. Wow, rất là to luôn. Các bạn ơi, wow, ở đây có rất là nhiều xe điều khiển từ xa này các bạn ơi. Đó, đầu tiên giới thiệu với các bạn có mấy chiếc xe điều khiển mở cánh nhá. Lamborghini đấy các bạn ạ. Wow, rất là xịn sò luôn, điều khiển mở cánh ấy các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Mở cánh luôn nhá. Đấy, xịn sò lắm các bạn ơi. Ban đêm phát sáng phát có nhạc luôn nhá. Xe này có đèn luôn đấy các bạn ạ. Lamborghini rất là xịn luôn. Đây mình sẽ đặt xuống đây nha. Đấy, quá là đẹp luôn. Rất là xịn sò luôn. Tiến nào điều khiển tiến lùi. Đấy, tiến. Wow, rất là xịn sò luôn, điều khiển mở cánh luôn nhá. Đó, lùi. Wow. Chiếc xe này rất là mới và đẹp luôn. Đây còn một chiếc. Wow, đây là bộ đồ chơi siêu nhân nhá. Có hai siêu nhân và một chiếc ô tô và có rất nhiều tấm thẻ bài luôn. Đấy, rất là xịn sò luôn, ô tô con này. Đấy, đây là xe trộn bê tông điều khiển từ xa các bạn nhá. Đấy, xe trộn bê tông điều khiển đấy, xe trộn bê tông điều khiển xoay 380 độ luôn đấy các bạn ạ. Hộp xe này rất là mới và đẹp luôn. Xe container chở xe máy xúc này các bạn ơi. Đấy, hộp này quá là xịn đấy các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây mình mở. Đó, một chiếc xe xịn chưa này các bạn ơi, đẹp chưa này, xe bồn trộn bê tông nhá. Đấy, xe tải chở bê tông vừa đi vừa trộn bê tông luôn. Luôn chạy như xe đua luôn các bạn ạ. Chạy rất là tít luôn. Wow. Bây giờ cùng mình khám phá tiếp nào. Ui. Đây là xe cần cẩu móc đầu khủng long bạo chúa siêu to khổng lồ các bạn ơi. Chiếc xe này rất là xịn sò luôn và rất là mới luôn. Wow, xe đầu khủng long bạo chúa nha, rất là bự luôn đấy các bạn ạ. Đấy, đây là một chiếc xe cần cẩu móc nữa đấy các bạn ơi. Xe cần cẩu móc này cũng rất là to và mới đấy các bạn ạ, rất là bự luôn. Đấy, có hai còi các bạn nha. Chiếc xe này rất là to và đẹp luôn. Rất là mới luôn đấy các bạn ơi. Ơi, wow, ở đây có rất là nhiều xe cần cẩu bự khổng lồ. Và bây giờ của mình điều khiển một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa nhá. Đấy, mình đang điều khiển một chiếc xe đời hình chơi đấy các bạn ạ. Xe đời hình vượt núi luôn đấy. Xe này quá là xịn sò luôn. Xe này có thể điều khiển được 8 chiều các bạn nhá. Nào, xoay tròn luôn. Ôi, hết pin rồi sao ấy các bạn ơi. Rồi, điều khiển lại nha. Tiến nào. Nui. Quá là xịn sò luôn. Và đỉnh cao các bạn ạ. Chiếc xe này rất là đẹp luôn. Mình rất là thích chiếc xe luôn. Đấy, điều khiển hình như là bị mắc kẹt rồi sao ấy. Nào, nuôi nào. Wow, chiếc xe này rất là xịn sò luôn. Nào, thế nào. Ui, xoay. Đổ cua. Wow, xoay nào. Wow. Ôi, ui, xoay tròn luôn. Con ơi, xoay tròn luôn nhá. Quá là xịn luôn đấy con ạ. Wow, chiếc xe này quá là đẹp luôn. Nào, tiến nào. Ui, xoay tròn nào. Tiến nào. Wow. Đến đây. Ui, đến những chiếc xe ô tô bự khổng lồ kìa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để đây mình điều khiển xoay tròn nhá. Nào, 1, 2. Các bạn thấy chiếc xe này xịn chưa? Một chiếc xe địa hình vượt núi điều khiển từ xa nhá. Xe này điều khiển 8 chiều luôn. Nào. Tiến nào. Wow. Tiến. Ui. Xoay tròn. Quá là xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Chiếc xe điều khiển xoay 380 độ luôn. Wow. Nui. Núi nào, xoay nào, tiến nào, quá là xịn sò luôn đấy các bạn ơi. Wow, chiếc xe điều khiển địa hình từ xa nhá. Đây là xe điều khiển từ xa rất là đẹp luôn. Quá là xịn sò luôn đấy các bạn ơi. Xoay tròn nào. Wow, xoay tít lắm các bạn ơi, xoay rất là tít luôn. Oh, let's go nào, wow. Các bạn ơi, bây giờ cùng mình chơi cùng những chiếc xe này nha. Một chiếc xe container rất là to, 2 tầng luôn, chở xe bồn nhá. Đấy, bên dưới còn chở hai chiếc ô tô con nữa các bạn ạ. Rất là xịn sò luôn. Đây là một chiếc xe bồn các bạn nhá, xe bồn chở xăng dầu nhá. Đây là xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đấy, mình sẽ đẩy đi chơi nào. Đun. Pip, run. Đây là xe bồn trộn bê tông các bạn ạ. Xe này chạy rất là tít luôn. Run. Nào, chạy thử nào. Run. Xe này có nhạc luôn các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đẩy đi chơi nào. Run. Đấy các bạn thấy không? Chiếc xe này rất là mới và đẹp luôn. Mình rất là thích luôn. Nào, xe container rất là to, bự khổng lồ nhá. Nào, trời ơi, xoay tròn luôn. Wow, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Xe container chạy rất là tít luôn. Wow, chạy rất là bon luôn các bạn ạ. Rồi bây giờ cùng mình khám phá một chiếc xe tải chở xe bíp này các bạn ơi. Một chiếc xe tải chở xe bíp đưa đón các bạn học sinh nhá. Wow, rất là xịn sò luôn đấy các bạn ạ. À, xe tải chở xe bíp đưa đón các bạn học sinh nào, chạy nữa không, chạy tự nào. Wow, chạy rất là tít luôn đấy các bạn ơi. Rồi bây giờ cùng mình sang bên này để khám phá những chiếc xe bên này tiếp các bạn ơi. Đấy, xe trộn bê tông. Các bạn ơi, đây là xe bồn trộn bê tông nhỏ nhỏ này các bạn ơi.
xe bồn trộn bê tông nhỏ nhỏ rất là đẹp. Xe cứu hỏa này các bạn ơi, một chiếc xe cứu hỏa rất là... chiếc xe container các bạn ơi, một chiếc xe container chở hai chiếc ô tô con nhá. Đây là xe container chở hai chiếc ô tô con rất là đẹp luôn đấy, hai chiếc ô tô con mở được cánh các bạn nhá. Các bạn thấy chiếc ô tô con này mở được cánh luôn, điều khiển mở cánh luôn nha, quá là xịn sò và đỉnh cao đẳng, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ, rất là xịn sò luôn, mình rất là thích luôn. Bánh quay rất là tiết kiệt các bạn ơi, rất là đẹp luôn nha, mình rất là thích luôn đấy các bạn ạ. Đấy, hai chiếc xe này quá là xịn luôn, xe container này rất là đẹp các bạn ạ. Chở được hai chiếc xe nhá. Đấy, đây là một chiếc xe cảnh sát này, có được xe tải hai tầng cảnh sát chở hai chiếc ô tô con này ở bên trong đấy các bạn ạ. Xe tải cảnh sát này rất là đẹp luôn, rất là mới và rất là xịn sò luôn, mình rất là thích luôn đấy các bạn ơi. Nào đấy, chơi luôn. Rồi bây giờ cùng mình khám phá tiếp. Wow, bên này còn một chiếc xe tải chở một chiếc xe cần cẩu xúc cát, chiếc xe cần cẩu xúc cát chạy bánh đà rất là xịn luôn đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này rất là đẹp luôn, mình rất là thích chiếc xe luôn, có một bạn tài xế lái xe luôn đấy các bạn ơi. Wow, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Nào chạy thử nào, chạy thử nào, luôn. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải này, con ơi, một chiếc xe tải rất là xịn xò luôn đấy, luôn. Các bạn ơi, một chiếc xe container chở hai chiếc xe ô tô nhỏ nhỏ này có rồi. Đun. Cái xe tải đây là xe cứu hỏa các bạn nhá, một chiếc xe cứu hỏa chạy bánh đà rất là xịn luôn, rất là mới luôn. Đun. Đây là một chiếc xe cứu thương các bạn nhá. Một chiếc xe cứu thương. Đun. Các bạn ơi, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Các bạn thấy hãy đăng ký kênh đón nhận video mới nhất từ mình nha. Rồi xin hẹn các bạn ở video tiếp theo của mình nha.